để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn, thế giới đồ thể thao làm không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Rồi, chúng ta sẽ đến với một kèo nâng cấp nhẹ dành cho bác Đạt, người mà đã mở được con chơi game MC này mà chả biết làm gì với nó cả. Nhân tiện ở một hình quốc dân, tôi đang thấy có ba Van Nesvet, có Dan Piero, có Patrick Vieira, thì tôi sẽ cho chơi game là đầu tàu, để cùng với đó chúng ta sẽ có một hình của Juve mạnh nhất nhì trong cái tầm tiền này nha. Rồi, bắt đầu treo chân tôi anh em ạ. 56 tỷ ít cái gì nhỉ? Lên được mà lên đồ được. Làm sao nhỉ, tiền như thế này còn kêu ít. Này, tôi mua cho anh em nhìn sang cái đội hình luôn nhá. Cặp trung vệ của Juve. Yên tâm, khó tôi làm cho nó đẹp. Cặp trung vệ thì có Vieira có thể đẩy về đá trung vệ được. Và nếu ổn anh em thể lấy một con trung vệ đá cùng với nó này. Còn Romero này được phết này, lại có Romero luôn này. Romero người thể trung bình đá, anh em phải xoay sở sướng phết đấy nhá. Bremer này cũng được này, con này to và nhanh, 1m88. Một là lấy Bremer, hai có thể lấy The League cũng được anh em ạ. Matthew The League nếu như lấy mùa FPL này cũng được rồi. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ là lấy con Bremer cho nó rẻ. Tiền vệ chắc chắn này phải lấy con Pogba rồi. Tuyến giữa không có Pogba là không có ra dáng gì cái đội hình này cả. Pogba tiền ít thôi lấy FA đi anh em ạ. BTB thì ra đéo mua được đâu. Con này từ bấy lâu nay tôi vẫn chưa mua được nó. Lâu lắm rồi tôi chưa mua được. Tôi lấy con Pogba 15 tỷ rưỡi nhá. Đấy, tí tiền đã nhất thì cần hết con mẹ rồi. Bremer, Vieira, Pogba cần một con đối tác nữa. BWKFC cái gì vậy? Full 5, tôi build full 5 cho đẹp. BWKFC các bạn chỉ dùng được con cộng 3 thôi. Tôi đang định hướng bạn đi chơi full 5. Thôi lấy mẹ con trung vệ nữa đi anh em ơi. Đẩy Vieira lên đá CDM vậy cho chắc. Đỡ phải tìm con trung vệ nữa. Bú con mẹ à con này đi. Bú mẹ The League nhá. The League, Bremer, SPL đấm nhau ở trung vệ. Pogba, Vieira đá CDM. Xong. Hàng công. Roberto Carlos cái hàng công nữa xong. Hàng công bú ai nhở? Một lấy Henry ra là cánh nha đẹp. Không thì lấy Kisa. Thậm chí là lấy Rondo. Thằng tiền đạo thì mình có rồi. 30 tỷ. Thực ra thì lấy Kisa cũng là một lựa chọn đã rất bơ phạch rồi. Ở đội hình này tôi đang xem nào. Có Nesvet, Dan Piero ở đây à? Chắc cho Dan Piero cánh cũng được. Anh em lấy ai nhở? Có nên lấy Kisa không thôi nhỉ? Hay lấy mẹ cả Kisa cả CR7 về đá đan sen? Đủ đấy. Kisa tầm 10 tỷ hơn. Hãy đá mẹ con Henry đá cánh nhưng mà cho nó tơi bụng nhỉ? Là mẹ con Henry đi anh em. Là mẹ con Henry đi. Tôi thích con Henry, tôi ra đá cánh được Dan Piero đá cam. Ok này, Henry tôi cho đá cánh đi. Đá con thủ môn anh em ơi, đá con thủ môn nhá. Đá con thủ môn này đi anh em ơi. Để con Seth Nhi bắt cho nó ấm êm nhá. Phát đời xa bây giờ giá nó chênh vênh quá. Lấy Seth Nhi thôi. Cái Seth Nhi này mua được à? Seth Nhi này 106 mà giá 300 là mút được ấy. Mua con này thôi nhá, 300 thôi. Thủ môn thế thôi. Cân lương nhá anh em nhá. Cân nhẹ của lương này. David Chege này, Dan Piero này. Rồi đẹp nhá anh em nhá. Cái xương sống của hình mình là như thế này nhá. Lương còn đâu đó 27. Rồi, tôi kiếm một con hàng chân trái nhá. Chân trái lương 5, lương tầm 20 quay đầu. Tôi làm con lương 10 đi, làm con lương 10 quay đầu đã anh em ạ. Làm con lương 10 quay đầu gái. Tôi nghĩ là một cánh to cánh nhỏ. Đá con mẹ cu đồng nhỉ. Đâu lắm chưa đá cu đồng. Spinazzola nhá. Để Spinazzola một cánh đẹp anh ạ. Spinazzola mùa thường 5. Còn 18 lương nữa. 18 lương quay đầu. Cố một thằng chân trái các bạn nhá. Chân trái đại chạy cánh trái thì nó đẹp. Đây rồi, có thằng Sandro này là quá đẹp luôn. Nói chung là Sandro mùa này mua được là quá êm luôn anh ạ. Không biết là mua nổi không, mùa này thì ra cũng mang tốc độ, tốc tốt này là đẹp luôn này. Ngoài ra anh em có thể bú thêm một vài con như Penagini, thứ kiểu vậy thôi. Có được là được rồi. Tạm như vậy nhá. Cái xương sống của mình là như này anh em ạ. Không thì anh em phải lưng Alex lên mùa to lên một chút cũng được. Xong mình giảm con cánh bên kia cũng được. Nhưng Alexandro tôi nghĩ là mùa này cũng ok đấy. Thế nhá, tạm thời là như thế này, cái form này tôi nghĩ là khá là đẹp rồi. Ngày hôm nay mình trở lại với đội hình của Juve này thì đã có những cái sự thay đổi nhất định. Đội hình chính nó cũng đã về tương đối đầy đủ. Chúng ta sẽ có CR7 đá cao nhất trên hàng công. Ba cầu thủ hỗ trợ là Nesvet Cup, Dan Piero của mùa EBS và Kisa của mùa LOL. Có lẽ là bác chủ bây giờ đã không còn thích chơi những cái form cộng thấp nữa rồi. Dan Piero Icon đã bán đi để cưới về cho mình là con MS8. Đối trụ có Rabiot của mùa Totti 23 và Pogba của mùa FA. Cặp trung vệ sẽ là The League cùng với Patrick. Đôi cánh sẽ là Sandro cùng với Cancelo đều thể cộng 8. Và thủ thành thì nó là hơi non, thủ thành Pinsolio thôi. Tôi nghĩ là anh em phải thay con thủ môn nó cứng lên một chút. Bây giờ chúng ta còn dư 9 lương, 9 cộng với 5 là 14 lương quay đầu dành cho một thủ môn nữa. Và chúng ta có thể mua thêm một vài những phương án dự bị nữa. Đội hình này thì nó vẫn chưa có nhiều dự bị cho anh em đâu. Rồi, một con thủ môn lương 14 để đẹp nhất cho đội hình này, tôi thử xem nào. Mua con GK lương 14 quay đầu, có thể làm con Seth Nhi được này. Nếu mua anh em có thể làm con Seth Nhi nhá. Con này cứ mua 25 tỷ được. Con này cộng 8 thì hệ thống lương mình ổn rồi, mình có thể làm con Seth Nhi mùa đấy hoặc mùa này. Mùa này đắt quá. Seth Nhi TP Buffon, Van der Sar nữa à? Van der Sar mùa này khó mua quá. Theo anh nghĩ là mình mua một là Seth Nhi hay là Van der Sar là đẹp rồi. Còn tiền thì anh em có thể nâng lên hàng công nữa nhá. Tính ra đội hình này hàng công vẫn còn rất nhiều điều để anh em phải nâng cấp thêm. Nếu như form cộng 5 hất lên thì bây giờ anh em thấy form cộng 111 cho tới 114 quay đầu thôi.
còn bao tiền? 40 tỷ à? 40 tỷ có thể là một con Henry của BWC đấy. Con này săn được nhá. Con này em chăm chỉ săn là săn được. Làm thêm tí hàng công 31 tỷ với Henry. Popa thì đang có FA rồi. Thì thôi kệ anh em ạ. Chứ bây giờ lâng lên thì phải lâng BTB. Chứ lâng lên 1 thì tôi không muốn nâng. Bán đi bán biết nó cũng nhiều thứ. Tiền vệ tôi nghĩ là được rồi đấy. Có thể là một con CDM nữa hoặc là một con trung vệ nữa. Còn 17 tỷ. Có Vieira rồi. Zidane, nếu như mà mua Zidane thì cũng là một lựa chọn ok. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần thế thôi. Tạm như vậy thôi là cũng rất ok rồi. Trung vệ nếu như mua thêm con cộng 5 thì... À đây, mình nghĩ là anh em có thể mua thêm Cancelo được. Làm thêm con Cancelo tương đối là đa năng. Anh em lấy mùa này. Mùa này đắt thế nhở. Nếu không anh em lấy mùa này nhá. Có thể lấy con Cancelo của mùa World Cup 22, mùa này tốc rất ngon, có sút xa. Và những bộ chỉ số sút xa cũng rất là đẹp. Dù là cái chỉ số sút không bằng mùa U21 là một cái mùa nó khá là ảo ma với Cancelo. Nếu mua anh em mua thêm Cancelo cũng được vì là giữa. À Cancelo đang đá RB à? Ờ nhờ, thế thôi, bỏ này đi. Thì anh em có thể lấy một con trung vệ nữa. Ví dụ như anh em lấy con Bremer. Mình đang đóng con nào trung vệ nhỉ? De Ligt à? De Ligt với Vieira được, mua Bremer được nhá. Anh em phải lấy một con Bremer cũng được vì là trung vệ. Sau đó đẩy Vieira đá CDM để cho nó tăng cái độ dày của đội hình của mình thôi. Như kiểu Bremer Totti này, có lẽ ok nhá. Đó, đó là phương án mà chúng ta bổ sung thêm vào đội hình này. Đã có những sự thay đổi một chút so với phương án hôm trước rồi. Dù sao thì cũng rất là ưng ý. Chúng ta sẽ đến với một vài những bước chạy đầu tiên của đội hình này nhé. Rồi đã thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của Juventus này. Điên xa. Rồi đây rồi, đèn Piero. Đèn Piero F8 màu có rất ngon. Đây là sút xịt của đấy nhở. Đây rồi. Tốt thế nhở. Thôi tôi đá mà nó 1-2 trận nữa nghỉ thôi. Bên cánh này. Đẹp vét. Quá tuyệt vời luôn. Bú gọi là bú. De Piero vậy. Đỏ thế nhờ. Thôi Popa là bàn đầu tiên. Bàn đầu tiên của Popa. Và đấy chí còn đéo vào nổ. Cay thật. Vị chưa. Thủ môn lung lăm này bắt ổn đấy à. Hay quá nhờ Ronaldo kìa. Tiac khi ngủ anh bảo nhá. Anh bảo kịp không tại vì anh cũng người này. Ui ôi. Kèo đấy là kèo được. Tiềm lực của Chelsea chỉ cần gật đầu. Chỉ cần cái gật đầu là xong. Lion Man là được các bạn ạ. Mà Lion Man nó cũng mẹ nó đang cay các bạn ơi. Vừa đang dẫn dắt Man Blink. Đang được chơi C1 mà bây giờ bay khỏi cái C1 mùa này nó cũng cay chứ. Dẫn chen là hợp lý luôn đấy anh em ạ. Tôi nghĩ phải đến 80% là lượt đi này nó rất dễ có thể xảy ra. Rất dễ có thể xảy ra.
thằng đối thủ thật đấy. Bởi mình định xúc nhẹ thôi, xúc căng nhẹ nhưng mà sệt nhẹ mạnh mạnh một chút là được rồi. Thằng môn lưng năm này bắt cũng ok đấy nhỉ. Tùm vào nó. Hay quá. Hay không đi. Chấm hết dành cho răng soi. Ây à, ây à. Vậy hợp lý nhờ. Ây ở đâu ấy, ở đâu nhờ. Tập trung nhá. Tốt sắc. Điều xa chạy. Đúng ít đấy. Ba thằng lùa. Ba thằng lùa cơ à. Lép vét. Đỡ làm sao được. Thôi. Cả liền thằng cua đồng. Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com.